Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải nè mày. Duy Khải chúc anh em xem video vui vẻ mày. Ở video này thì Khải sẽ soi sắc đồ của cao thủ tí cũng được cho anh em xem. Một trong những con long đao và đại hiện tại đang có cho mình kỹ năng vẫn có từ dòng ban hội tiên phong, ngự phong tiên phong. Anh em đứng sát bên Khải đây. Hôm nay thì tí của đường này được tấm 1 nè. Nhưng Khải thấy thì chắc chắn ngày này con long đao rồi. So với tầm này thì con long đao thì chém thì khó phải bàn nè. Hiện tại đang có cho mình 109k, 325 mạng. Và dứt nơi bà sơ 86 và tử vong 46 lần, liên chạm 26, 28. Hôm nay thì Khải được top 3. Hôm nay được top 3 liên chạm 49. Cho anh em xem sơ đồ của tí của đường nha. Đó, full tím nha anh em. Một sơ đồ full tím. Đó, hiện tại tí của đường là nhân vật nữ đang đứng bên này nè. Đó, cho anh em xem sơ đồ thôi nha. Tại đang sở hữu với mình một cây đao top 30 băng sắc 78, một cây đao tím nha em, top 30 sắc 78. Lúc trước anh này năm động em, lúc trước anh này năm động, tầm này chuyển con long đao để đi liên đà tống kim rồi. Và một cái áo 40 25 40. Áo 40 25 40, áo kháng họ chống 40. Dây chuyền kháng cả 12, sức mạnh 7. Đai lưng 40 chón dùng 1. Thì kết theo cái áo này thì chỉ lấy được dòng kháng hỏa dòng 1. Nón kháng lôi 30. Và tay phòng thủ 25. Nhắn lắm chậm 40. Giày mọc kháng lôi 30. Ngập bội kim sức mạnh cao. Tính ra thì giật ngập bội này lấy sức mạnh cao lại sức mạnh 16 và sức lực cao. Hai món này thì được sức mạnh 23 rồi em, 23 sức mạnh rồi. Quá đẹp, 23 sức mạnh là tương đương khoảng gần 5 cuốn tay từ kinh rồi. Và chính nhẫn này thì sinh lực cao 140 và làm 140 từ nhẫn. Tính sơ qua thì ạc này thì theo Khải thấy thì lượng làm chón và lượng làm chậm thì có như mình là 40 thời gian làm chậm từ nhẫn và 40 thời gian làm chón từ đai lưng. Còn áo này không kết được dòng dưới nha nè, áo này không kết được dòng chón dưới. Và dây chuyền kháng cả 12, kháng lôi, nói chung là lượng kháng lôi với lại lượng kháng lôi sinh lực cao. Với lại nó chỉ bên này, ạc này chỉ có được cái đao khá đẹp, top 30 bình sát các kiểu. Đặt mất 30 cho con lung đao. Và bao tay nè nè, bao tay quá đẹp, phòng thủ 25 dòng 1. Thì tính qua thì ạc này đang thiếu hiệu ứng. Nhưng mà đi kèm ngay 20. Nếu đi kèm ngay 20 thì có thể đạt được 70 chậm và 70 chón nè. Ở server kéo xe này thì con lung tầm này thì đánh vẫn tốt nè. Anh em thấy không? Tí con nương, tại ạc này thì chắc là đang hạng 8 server. Hạng 8 server. Đây nè, quạt khá là đẹp. 8 server 109 cấp, 109 cấp rồi. Đây nè. Trong này ạc này thì được hai món kháng lôi mát nè. Cái nón 29 này. Đôi giày 30 thì ạc này kháng lôi là chắc chắn là được 7x rồi nè. Kèm theo cái bùa của con lôn thì ạc này trên 75 rồi, kháng lôi trên 75 nha anh em. Ạc này kháng lôi trên 75. Và lượng kháng hỏa thì ạc này Khải không thấy nha. Lượng hỏa chỉ có một cái áo 25 và kèm với dây chuyền kháng cả 12. Thì được 37 mà kèm theo con long bùa nữa thì kháng hỏa đạc này lên được 50. Nó kháng hỏa đạc này lên được 50 từ dây chuyền với áo dùng 1. Và bao tay phòng thủ 25. Kèm với dây chuyền này thì lượng phòng thủ cũng được tầm 50. Phòng thủ cũng được tầm 50 nha nè. Đó. Thì tính sơ qua thì mắt kháng lôi và kháng hỏa 50 và phòng thủ 50 nha nè. Và hiệu ứng là 40 chón, 40 chậm và kèm ngay 10 thì sẽ được 70-70. Đó. Đồ thì sinh lực khá là cao nè. Tầm này đồ tím rồi mà. Con long tầm này đồ tím thì tầm này thì quá đẹp rồi. Nói chung thì đôi giày này thì F3 dòng thì cũng khả nghi chắc cũng vài kim, 3 đến 4 kim. Đai lưng này cũng vậy nè, chỉ lấy hơn dòng 1 thôi, cũng tầm 3 4 kim. Bao tay này đắt này, bao tay này dòng phòng thủ dòng 1 thì bao tay này bèo lắm phải 1 triệu hơn đến 2 triệu nè. Áo này cũng vậy, áo này chắc khả nghi chắc cũng tầm 5 đến 10 kim, còn 5 đến 700 nghìn. Cái đao này chắc rồi nè, đao này có vẻ là ở sau server cho đến hiện tại bây giờ thì top 30 bằng sắt đọc mất 73, 72 như thế này chỉ có một đao này thôi. Và sát thương 94. Nói chung là cái đao này chắc cũng hơn 1 triệu, gần 2 triệu đấy. Nói chung thì tổng set đồ này thì trên dưới Khải nghĩ chắc cũng hơn 5 triệu nè. Tổng set đồ này trên dưới hơn 5 triệu nè. Đó. Rồi, anh em xem video này thì đừng quên cho Tí của Nương một like chia sẻ cũng như ủng hộ video Khải một like chia sẻ nè mày. Hôm nay thì Tí của Nương tấm 1 nên là khá là có nhiều cơ hội. Khải muốn soi đồ còn Tí của Nương mà không được nè. Nay thì mới đi cùng một bên đó, nên là Khải soi cho anh em xem. Rồi, anh em xem cho một like chia sẻ nha. Anh em thích xe soi cái đồ cao thủ nào thì cứ sau buổi livestream cứ comment rồi nếu có cơ hội Khải sẽ soi cho anh em xem nha.